do the best in what you're doing. Tức là mình đã làm cái gì thì mình phải làm hết mình. Và khi mình làm điều đó thì chắc chắn là công ty sẽ nhìn thấy và ghi nhận cái điều đó. Blending with them, nghĩa là mình đến với người ta, với văn hóa của người ta, mình phải rước, phải giúp người ta đến và tôn trọng và thậm chí là quý trọng những cái phong tục của Việt Nam. Đôi khi mình nghĩ rằng là cái bank account của mình hay là cái gì mà mình đang có trong tay á, mình nghĩ rằng mình phải bám víu vào nó và nó trở thành cái giới hạn của mình, nên mình bỏ qua cái đấy đi, thì lúc đấy thật sự là mình phải phát huy toàn nội lực.